Bonjour tout le monde, xin chào mọi người. Bữa nay mình sẽ nấu cháo gạo lứt. Tại đây mình có gạo lứt nấu sẵn rồi, với lại cá hồi. Aujourd'hui, je vais faire la soupe de riz au saumon. Ici, j'ai la moitié tête de saumon et j'ai les filets saumon. Je vais montrer après. Ở đây là mình có đầu cá, bây giờ mình nấu sẵn lên nước lèo. Pourquoi je garde la tête de saumon souvent? Parce que c'est pour faire les bouillons, c'est le goût et les meilleurs. Bây giờ mình nấu đầu cá lên để lấy chất nước cá. Le riz brune comme ça, on achète les brunes comme ça, c'est chaque fois les gens ont envie de faire régime, on mange souvent cette riz brune. Vous trouvez dans le magasin asiatique. Giờ mình lấy đầu cá ra, j'enlève la tête de saumon. Je mets du riz dedans. Bây giờ mình bỏ gạo lứt vô. Ở đây mình có filet cá hồi, hành lá, gừng. J'ai des filets de saumon. Je coupe, mình coupe comme ça. Voici. Về ciboulette thì giòn giòn. Mình cắt nghiễn ra như vậy nha. Em mình cho mình tú lô đo oxy. Thì em bỏ chung vô hết luôn. Cái đầu cá hồi mình không bỏ, mình lấy thịt ra hết. Tết tết de saumon je jette pas. J'occupe tout le saumon. Et je mets dans la soupe. Giờ mình lỡ đầu cá hồi vô cái thịt của nó nha. Moche que le put le poulet. Rửa muỗng hạt lên. Tiêu, hoa và thì là khô rồi. Tại vì ở bên đây á, nhiều lúc kiếm không ra thì là tươi. Annette, mais Annette sachet parce que des fois on trouve pas des frais, mais pas trop non plus. Còi gió ngọt, bắt đông ngọt. La tête de ciboulette, đầu hành lá. Bon appétit, chúc mọi người ăn ngon. L'hiver, un bon soup, c'est très bon. Mùa lạnh, ăn một tô cháo rất ngon. Và ấm áp, có gừng nữa. Chúc mọi người ăn ngon, bon appétit.